Tấn Lộc Mai Vàng xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em có đến nhà một người bạn, thì người bạn cũng giao lưu với hai cây này với cô chú anh chị mình luôn. Thì đây em quay cho cô chú anh chị tổng xem cái dân tàn hai cây mai. Thì hai cây này, cây này cũng khá là cao cô chú anh chị. Cây này cao khoảng 5 mét rưỡi, tán ngang 4 mét rưỡi. Đây em quay cho cô chú anh chị mình xem, cô chú anh chị mình tham khảo điều tứ diện cô chú anh chị. Cây đóng chì cành đóng điều tứ diện này, mai dảo luôn em cô chú anh chị, này là mai dảo luôn. Thì đo tổng cái này là tính với cô chú anh chị mình đo dài là tính 60 nha cô chú anh chị. Đó, 60. Em đo tổng cái đầu đế, đây là cây củ nở. Em đo hết này luôn. Hết này luôn là 70. Đó, 70 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, quay cho cô chú anh chị mình xem. Chi cành đóng đều tứ diện. Một thân một cốt. Một thân một cốt chút. Quay cho cô chú anh chị mình xem cho nó kỹ. Cây cây số 1 nha cô chú anh chị. Này cây số 1. Tổng dàn đế. Rồi quay tổng dàn tài. Rồi chi cạch. Cây này là cây thường ngô cô chú anh chị. Này đã có thường ngô rồi. Này. Quay chi cạch cho cô chú anh chị mình xem. Chi cạch đóng tứ diện. Đó. Chỉ cần đóng tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Đây cây số 1. Cây này em xin nhắc lại là hoành neo 60. Chiều cao 5 mét rưỡi. Tán ngang 4 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Này. Quay tổng dàn tài cho cô chú anh chị mình xem. Cây khá là cao. Một cốt dốt đột thẳng tưng không lỗ nha cô chú anh chị. Thân một cốt dốt đột. Rồi đây là cây số 1 nha cô chú anh chị. Đây cho cô chú anh chị mình xem. Đây, cây số 2. Đây này là hoành neo 51 nha cô chú anh chị. Đây hoành neo 51. Đây là hoành neo 51. Hoành neo 51. Em quay rồi em quay chi cành cho cô chú anh chị mình xem. Quay chi cành cho cô chú anh chị mình xem. Một thân một cốt dốt đột luôn em cô chú anh chị. Đó. Đây là hoành neo 51. Một thân một cốt dốt đột chi cành đóng tứ diện. Đó là tàn văn luôn em cô chú anh chị. Một thân một cốt chi cành đóng tứ diện. Rồi em xuống dưới đây em đo củ nở cho cô chú anh chị mình xem. Rồi em đo nhích xuống dưới đây, nhích xuống dưới đây là 53 cô chú anh chị. Rồi đó, 53. À, tổng nội đế này là cũng khá lớn. Cái cộng là sụi để đế cộng là lấy bự bự không em cô chú anh chị, rất là lực. Rồi quay tổng dàn tài cho cô chú anh chị mình xem chi cành đóng tứ diện. Đây sụ nghe cô chú anh chị. Đó. Quay chi cành cho cô chú anh chị mình xem chi cành đóng rất là đều. Điều tứ diện. Thân một cốt dốt đột. Cành đóng tứ diện. Cây chi cành đóng điều tứ diện của chú anh chị.
Cây này chiều cao 3 m, tán ngang 3,5 m cô chú anh chị. Đó. Này. À, cũng là cái mai dảo nha cô chú anh chị. Đây, chủ nhà cũng nói là cái mai này mai dảo. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Chị cảnh rất là đều. Đóng tứ diện. Cây khá là lớn nha cô chú anh chị. À, quay cái dàn xương cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Dàn cành. Chi cành. Đóng đều tứ diện, không thiếu mặt nào. Cây này cây số 2 nha cô chú anh chị. Cây này em xin nhắc lại là hoành neo 51. Đó. Củ. Em nhích xuống dưới xí là 53 nha cô chú anh chị. Rồi. Tán ngang 4 m. Chiều cao 4 m. Em xin nhắc lại. Tàn này có chỉnh sửa nhỏ nha cô chú anh chị, cây đang lên xù nha cô chú anh chị. Đó, cây cũng đang lên xù. Mới nứt à, chứ chưa lên nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế cũng cây này đế cũng rất là lực. Đó, chi cành đóng đều tứ diện. Là cây số 2 thì cây này chủ nhà cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, là giao lưu hai cây luôn nha cô chú anh chị. Đó, hai cây số 2. Đó, chi cành đó. Cô chú anh chị. Chi cành rất là lực. Đóng đều tứ diện. Đó, tàn văn nha cô chú anh chị. Đó. Đây là cây số 2. Đó. Rồi cây số 1. Số 1 chi cành cũng đóng đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Đó, chi cành đóng rất là đều tứ diện. Một thân một cốt, không lỗi chi nào. Đó. Rồi, quay chú anh chị. Cái này thì hoành neo 61. Đây. Quay chi cành cho cô chú anh chị mình xem. Cành đóng rất là đều tứ diện, không thiếu chi nào. Cây này nhánh thoát thân lên 60 nha cô chú. Đây, chi cành đóng rất là đều tứ diện cô chú anh chị. Thì cái này em xin nhắc lại là chủ nhà cũng vô lưu với cô chú anh chị mình luôn. Thì cô chú anh chị mình hợp nhãn thì mình cứ alo cho em. Rồi em sẽ dẫn cô chú anh chị mình tới mình xem thực tế hơn nha cô chú anh chị. Đó.